không tin được, mình sắp đứng vào hàng mắt cà rồng ngầu nhất. Không nhận ra mình à? Thế này. Chào bạn. Wow, nhiều người ghê. À, ma cà rồng chứ. Đến mình. Gì đây? Bạn không được vào. Tại sao vậy? Mình là ma cà rồng mà. Không, răng nanh bạn còn nhỏ xíu à. Thật hả? Xem nè. Hình như mình mất cái gì rồi. Không rảnh lo vụ này đâu. Bạn điên hả? Ra ngoài. Ô không, bị lây mụn rồi. Muốn dơi chứ gì. Có dơi luôn nè. Cô gái, đừng hòng qua được nha. Thấy ghê quá đi. Bắt bạn xong phải rửa tay mới được. Được lắm. Chuẩn bị tới công chuyện với mình nha. Wow, cái gì đây? Hình như là sách hướng dẫn trở thành ma cà rồng ngầu nè. Không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Mình nghĩ mụn là vấn đề lớn nhất. Chào Betty, cần mình giúp không? Quái vật. Bạn mới là quái vật á. Mình đến giúp bạn mà. Wow, cái này sẽ giúp mình làm mọi thứ nhanh hơn. Mình có kem nè. Mở nó ra, rồi đổ reo vào bên trong. Giờ thì bắt tay vào việc thôi. Đánh kem cho đến khi lên bọt. Xong rồi. Gia ơi, bạn sẽ sốc đó nha. Mình nghĩ bạn cần cái này nữa nè. Máy massage mặt. Wow, bạn thân, bạn đúng là chuyên gia thẩm mỹ. Giờ thì thoa kem vào những chỗ có mụn nào. Buồn là mặt mình chỗ nào cũng có mụn cả. Hình như bắt đầu hiệu quả rồi nè. Cảm ơn bạn Hiền nha, bạn là nhất. Hy vọng thành công. Wow, tốt hơn nhiều rồi nè. Ôi, đời sống về đêm. Mặt nạ dưa leo. Kẻ thù lớn nhất của quần thanh mắt. Ai cũng biết rau củ rất tốt cho sức khỏe. Ủa, dưa mình cắt đâu rồi? Mình tưởng bạn cắt cho mình chứ. Cái gì? Đâu có. Cho mắt mình mà. Nhưng bạn có mỗi hai mắt. Mình cần nhiều hơn hai đó. Sao bạn không nói sớm? Nè, dùng đi. Mấy massage này như mascara ấy nhỉ? Mình phải làm việc với cái người này sao? Bạn nhạt nhẽo thật đó. Ok, mình làm ngay đây. Tuyệt ghê. Olaf, làm mát cái này giúp mình nha. Thôi nào, đừng ích kỷ như vậy. Đúng thứ mình cần rồi. Tuyệt thật chứ. Wow, quần thâm biến mất rồi nè. Phải nhìn kỹ hơn mới được. Tệ thật. Tóc của mình. Sao trước đây mình không để ý chứ. Wow, không khí, tự do. Cứ tưởng nó là kẹp tóc chứ. Mình là nam tước đó nha. Gì vậy trời? Mà không có thời gian quan tâm. Còn nhiều việc cần phải làm lắm. Với máy uống tóc, tóc mình sẽ bồng bềnh mềm mượt. Thế này nè. Tuyệt, đúng như mình muốn luôn. Chắc mình nên thử nghiệm một chút. Ma cà rồng cổ đại cũng không có mấy lọn tóc kiểu này đâu. Thử nghiệm thành công rồi. Ban ngày mình là màu sách đáng chán. Ban đêm là ma cà rồng xinh đẹp. Các bạn thấy thế nào? Mình thích lắm. Hãy like video này nếu như các bạn đồng tình nha. Trung tâm hiến tặng chiều hư mình rồi. Ngon quá. Nè, phía trên môi bạn có gì kìa. Nhìn đi. Mình á, mình không hiểu. Bạn nói cái gì vậy? Có gì kỳ lạ đâu. Thôi nào, tạo râu giùm đi. Ồ, ok, nghe lời bạn nha. Mamma mia. Mamma Mario. Macarena nè. Không. Được rồi. Chết nè, Sonic. Sao bạn nhàm chán thế? Ok, thế này được chưa? Ở đây hơi lạnh nhỉ. Wow, nhìn mà đau cả người. Wow, có nhiều chỗ cho môi ghê. Bạn Hiền à, thấy kính mình ở đâu không? Kính nào chứ? Khoan đã, tìm thấy rồi. Sao lại như thế này chứ? Giờ mình hết thấy đường luôn rồi. Có gì để thấy đâu. Tốt hơn là nên làm kính mới sành điệu hơn. Thú vị đó nha. Hoàn hảo. Gắn nó vào khung là xong. Đeo thử thôi nào. Thoải mái ghê. Đến giờ ăn rồi. Thử nghiệm phụ kiện mới nữa. Mình chỉ cần cắm nó vào túi thôi. Vậy là uống được rồi. Thành công. Wow, nhìn nè. Tàu lượn siêu tốc chở đồ uống. Mấy khúc cua làm mình quay cuồng. Wow, hình như có mấy giọt muốn bỏ trốn nè. Đừng hòng thoát khỏi mình nha. Cái này hết cần thiết rồi. Ổn hơn nhiều rồi đó. Cái gì đây? Là bạn hả, bạn Hiền? Bạn nên thay đổi quần áo rồi. Bộ đồ này chỉ hợp làm vẻ lâu mà thôi.
À, bạn nói đúng ha. Mình sẽ dành mấy bộ này cho dịp đặc biệt. Mà có vẻ là đến lúc dùng đến chúng rồi. Biến hình thế nào? Trôm trích. Wow, làm được rồi nè, vừa in luôn. Còn chuyện đánh răng vào buổi sáng thì sao? Mình đó hả? Cái mùi. Mình phải quan tâm đến vệ sinh hơn. Aha, nhà máy format chứa miệng gì? Chắc là chỉnh được đó. Ô không, răng nanh cuối cùng. Phải làm sao đây? Không có răng nanh, sao thành ma cà rồng ngầu được? Mình phải nghĩ ra cách gì đó. May là mình còn một ít chất đa hình. Nhiều đây là đủ cho răng nanh rồi. Cho nguyên liệu vào trong nước nóng. Khi nhựa bắt đầu thay đổi hình dạng, chúng ta có thể tạo hình chiếc răng. Giờ thì gắn vào thử thế nào. Mình sẽ ép chúng chặt vào răng. Thế là cắn được rồi. Cổ nào cũng cắn được. Nhưng mà vẫn còn thiếu gì đó ấy nhỉ. Làm răng sứt nào. Trên một tờ giấy trắng, chúng ta vẽ hình một chú dơi lên nha. Cắt ra nào, rồi chuyển nó sang vải đen. Vẽ lại viền khuôn bằng bút dạ màu trắng. Giữ chặt con dơi. Phải vẽ thật chính xác mới được. Tuyệt vời, xong chú dơi rồi nè. Giờ thì cắt ra thôi. Gấp lại, rồi khâu thành màn cánh. Thêm một ít đá quý. Hô biến. Và thế là xong rồi. Cổ áo quá trời sang chảnh nè. Và mặt dây chuyền này sẽ giúp mình nhớ về bạn, bạn Hiền à. Không ngờ lại tuyệt đến như vậy. Như đồ ở bảo tàng lớp ấy. Ô không, bình thường mình ra đường như thế này sao? Cặp chân mày không nở xa nhau hay sao ấy nhỉ? Phải chỉnh lại mới được. Chắc một ít chỉ sẽ giải quyết được thôi. Hình như hơi lố. Cứu. Ô, bạn Hiền, bạn đây rồi. Mình thấy bạn nên wax thay vì dùng chỉ đó. Cảm ơn, chắc là mình làm được đó. Mình có sáp wax nè. Chà, thế đó. Chân mày, coi chừng nha, sẵn sàng chưa? Lấp đầy máy nấu sáp nào. Như hồ bơi nhỏ vậy. Chân mày của mình chắc phải dùng hết cả hũ mới xong á. Mở máy lên và chờ thôi. Wow, nghệ thuật đương đại nè. Xong xuôi, bôi nó lên thôi nào. Thế này. Bạn Hiền à, giật ra đi. Sao? Dừng lại. Wow, hình như mình tìm thấy kho báu. Trong này phải có thứ gì quý giá lắm. Đã bảo rồi mà. Thơm quá đi. Yum. Dâu tây. Kinh quá à. Đến lúc trang điểm rồi. Hy vọng bút kẻ mắt sẽ tôn lên vẻ đẹp tinh tế của mình. Này, mọi thứ vẫn ổn chứ? Sao, có gì sai hả? Mình làm hỏng hết rồi. Vẫn còn chỗ cháy được mà. Wow, mình chưa thấy cái này bao giờ cả. Cảm ơn bạn Hiền nha. Wow, xem ai đẹp chưa kìa. Mình quá đẹp luôn. Trông quá khác biệt luôn ấy nhỉ. Các bạn thấy thế nào? Còn ai cho rằng mọt sách không thể thành người đẹp không? Mình tìm bạn suốt à. Hy vọng mọi thứ vẫn còn đó. Xem nào. Sao bạn có thứ vớ vẩn này hả? Phải dọn dẹp mới được. Đau quá à. Wow, bông tai này còn quen không ta? Chắc là không rồi. Lần sau phải gắn báo động thôi. Bạn đây rồi, mình đang tìm bạn đây. Gắn khuyên tai vào giải đánh đá thôi nào. Đến các chi tiết, chúng ta cần một đoạn dây câu. Bôi keo nóng vào một đầu. Vậy hạt cườm sẽ không rơi ra nữa. Chúng ta xỏ đá vào trong sợi dây. Cắt phần thừa đi. Hô biến. Gắn các phần lại với nhau, sao cho thành hình chân nhện nha. Đây sẽ là món đồ trang trí xinh đẹp nhất bạn từng thấy. Gắn thêm đá đen vào giữa nữa nha. Xong đôi bông tai rồi. Tuyệt vời. Bông tai độc nhất vô nhị luôn. Mình thích chúng lắm. Ồ, đây là cái thứ hai hả? Không. Đủ rồi. Không đặt bẫy chuột trong nhà nữa. Tạm biệt. Chà, đẹp hơn nhiều rồi nè. Phải chia sẻ vẻ đẹp này với mọi người thôi. Máu. Hả? Cái này ở đâu ra vậy? Cầm mình có anh em sinh đôi sao? Thật kinh khủng. Mình là quái vật. Bạn Hiền, bạn im lặng từ nãy đến giờ nhỉ? Chào Betty, khỏe không? Biến khỏi mặt của mình đi. Sao bạn làm thế với mình hả?
Chúng ta ở cùng nhau từ lớp 3 đến giờ mà. Bạn Hiền, cảm ơn. Làm sao mình sống thiếu bạn đây? Máy nâng cơ sẽ tống khứ chiếc cầm phiền phức thật nhanh. Không, không hẹn gặp lại nha. Hôm nay mình làm rất tốt nhỉ? Mình quên ăn trưa mất tiêu luôn rồi. Alo, giao hàng Trâm Trích. Một pizza pepperoni nha. Giao hàng Trâm Trích, giao hàng tốc độ đây. Đẹp quá à. Lại đây nào. Ngày tuyệt nhất đời mình. Cặp kính tiện lợi ghê luôn. Ngon tuyệt. Mình cảm thấy sức mạnh trong người. Wow. Khỏi cảm ơn. Ồ, nữ hoàng. Công chúa thôi. Không dừng được. Bạn đẹp quá đi. Bữa tiệc tuyệt thật. Lại là bạn. Phải, mình đây. Đúng như mình nghĩ. Wow, ngầu quá. Ai thế nhỉ? Mình đang tỏa sáng. Betty, ta cần phải nói chuyện. Ai gọi mình hả? Melanie, chuyện gì vậy? Đi săn bữa trưa không nè? Mình săn con mồi này cả tuần rồi đó. Ừ, chắc là ngon lắm ha. Trâm Trích. Quá đủ cho hai người luôn nè. Giờ mâm thôi nào. Bá Túc mụn cắn rồi sao? Nhìn nè. Không, cảm ơn nha. Chị là gia sư mới hả? Chuyện gì vậy? Hai gia sư lận á. Được rồi Betty, bình tĩnh đi nào. Melanie, giúp chị. Không, 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 không. Chị dắt em đến mà. Em đi đây. Chị là ma cà rồng sao? Phải, nhưng chị không ăn em được. Ta có ý này nè. Dù sao thì uống nước với ly sạch vẫn tốt hơn mà nhỉ. Đúng đó. Xong, biến cưng thành người đẹp nào. Đẹp hơn rồi đó. Wow, chị là ảo thuật gia. Là nhờ dụng cụ đó. Hình như mình không ổn rồi. Bây giờ đến món chính nào. Cưng đùa ta à. Không tự ăn được rồi. Ok, mình có này nè. Thiếu bàn chải đánh răng thì còn lâu răng nanh mới sắc nhọn được. Ta sẽ cần kem đánh răng than tre. Được rồi, quay ra đây và mở miệng ra. Tốt hơn nhiều rồi nè. Này, em không khép miệng được. Đừng lo, cứ để cho ta lo. Mà có ai chăm sóc con chứ hả? Con là chó sói. Chó sói dơ bẩn. Có cả đống chất lưu huỳnh kìa. Không thể cứ để bụng đói được. Nhưng chả muốn bị đầu độc đâu. Giờ làm sạch tay thôi nào. Máy rửa tay xử lý được hết mấy cái này đó. Ngồi im đi nào. Ghê quá đi à. Làm sao con bé nghe tiếng được nhỉ? Được rồi, xem trong này còn gì. Đây không phải là tay đâu. Là hộp bút đó nha. Mình không nhét bút vào tay nữa đâu. Thả ta ra, đừng hòng ăn ta. Ta sẽ ăn mi đây. Trông con ngon miệng hơn rồi. Bánh ngọt của ta. Chén liền ngay nào. Có lẽ Melanie cũng ăn chung được đó. Đợi đã, có món ngon hơn nè. Tự làm đó. Ngon miệng ạ. Ta thích ăn vặt. Mùi thơm đó nha. Chị thấy ngon chứ? Ngon đó chứ. Đưa chị công thức nước sốt nha. Vâng ạ, thêm nước sốt nha. Cảm ơn, quá ngon luôn. Lần này ăn còn ngon hơn nữa đó. No quá đi. Cứ như vừa đi săn hai lần luôn. Wow, làm miếng nữa nhỉ? Không, chả ăn nổi nữa. Ôi, phải đánh một giấc sau khi ăn ngon thôi. Chà, có vẻ vị khách để món đồ lại đây rồi. Chắc chị không phiền đâu ha. Có kim tuyến của Edward không nhỉ? Nè, sao mở hộp không được vậy? Không mở được. Mình có ý này. Trò chơi cầu cơ rất phổ biến. Mà mình thích nghi thức trường học cũ hơn. Trâm Trích, gì đó, sao lại là mi? Bất lịch sự quá mà. Trò đùa vui rồi đây. Trâm Trích ma cà rồng. Ta thích tắm máu. Dừng lại đi. Lập tức. Trâm Trích. Không, không nhanh vậy đâu. Được rồi, mi muốn ta làm gì? Mở giúp cho con hộp làm đẹp với ạ. Thế thôi á, lý do mi làm phiền ta đó à.
Được rồi, mở nó ngay đây. Mở ra. Của cưng đây, cầm lấy. Đúng là chán quá mà. Wow, em muốn giống vậy ạ. Quá dễ luôn. Cưng nhờ đúng người rồi đó. Bắt đầu thay quần áo thôi nào. Ma cà rồng thiếu áo choàng, như cá không có bay vậy. Mặc lên đi, đứng yên, không cổ áo rơi ra đó. Vui chưa nè, gọi mình là Puffy. Cảm ơn, đi soi gương nè. Aha, sợ ta chưa? Đừng mà, ai cũng đều vui rồi. Dây cặp bị gì thế này? Con trộm cả mấy người vô gia cư đó à. Tỏi á. Thứ lỗi nha, phải làm chiếc ba lô mới thôi. Đây mới tốt nè. Vải nhung đen quá hợp luôn. Vẽ đường viền túi xách thôi nào. Mẹo là phải giữ chặt nó đó nha. Tiếc là mình không có cơm ba với bút dạ nhỉ. Xong rồi. Giờ thì cắt hình tròn ra nha. Rồi dùng tấm cắt tông hình tròn này. Giờ mình gắn các phần của túi xách lại bằng keo nóng. Một thì tốt, nhưng hai thì tốt hơn. Trùm trích, không cách quá đi. Thêm phụ kiện ma cà rồng. Phủ keo nóng lên khắp mặt sau, rồi đính nó vào giữa chiếc túi nha. Với cặp sừng, con bé sẽ có phong cách gothic cổ điển. Quá hợp cho ma cà rồng nhỏ tuổi. Đẹp đó, nhưng còn thiếu gì đó ha. Phải rồi, ta cần dây đeo nữa. Dùng dây xích trông sẽ dữ hơn. Gọi đây là hệ thống chống trộm nha. Không ai có thể nghĩ đến việc trộm đồ khỏi chiếc túi này. Nè cưng à, xem cô có gì nè. Lại đây, giờ cưng có ba lô ma cà rồng thật sự rồi đó. Wow, như ma cà rồng thật vậy nè. Cảm ơn chị Betty. Không có gì. Gì đây, toàn là đồ bạc sao? Thật khủng khiếp. Mà chiếc này đẹp đó, cả mấy cái này nữa nè. Ồ, chiếc này đỉnh nhất đó nha. Nhiều tiền chứ. Phải kiểm tra tiền mặt thôi. Trống không à, tiêu hết khi nào vậy nè? Thôi nào, một đồng cũng chả có nữa. Đợi đã, tự mình làm một chiếc được mà. Móc khóa và chiếc lọ, chỉ vậy là đủ rồi. Dọn đường cho ngôi sao trang sức mới nè. Đầu tiên cần gắn phần đế và phụ kiện lại. Dùng súng bắn keo nào. Phải thật chắc chắn đó nha. Giờ thì dùng keo bệnh lại thành biếm khắp chiếc nhẫn nha. Trông như xúc tu u tối vậy. Trước khi keo khô, đính vài viên đá quý lên. Lộng lẫy quá. Không thể để chiếc lọ rỗng không được. Xin chào, giao hàng Trung Trích à. Đợi cậu đến đó. Giao hàng Trung Trích đây. Đến kịp lúc đó nha. Ta khác lắm rồi đó. Thu hoạch tuyệt vời. Dự trữ riêng một ít nè. Chắc vậy là đủ rồi. Xém thì quên mất chiếc nhẫn. Giờ mới thật sự là ma cà rồng nè. Đừng biến mất đó nha. Tốt lắm. Ủa, sao cậu còn ở đây? Cảm ơn vì... Và cảm ơn vì ghé qua, tạm biệt. Cưng à, em chưa từng thấy món nào như vậy đâu. Đeo lên đi, em sẽ thích nó cho coi. Wow, gì đây ạ? Thạch sao? Bông tai của chị kiếm ở đâu vậy ạ? Ồ, bá tước Dracula tặng cho chị đó. Lại đây, ta có ý tưởng nè. Đúng món đang kiếm đây rồi. Có thể tạo ra mọi thứ từ mạng nhện đó. Nhưng dùng bông gòn mới tốt đó nha. Nhất là khi có cây lăn bột nè. Đôi bông tai đây rồi. Chắc sẽ hợp với em lắm đó. Ai cũng sẽ ghen tị cho mà coi. Tuyệt vời. Ô không, gì vậy nè? Chị nói chiếc kính đó sao? Không, là mái tóc của em đó. Trông y như tủ nhện vậy. Đừng lo, để chị giúp cho em xử nó. Em làm gì thế? Bỏ nó đi. Rồi, vậy cũng được. Em muốn xem đôi khuyên. Cần đeo kính cơ. Đợi em tí nha. Được đó. Sao em lại trông như vậy? Được rồi, bỏ nó ra đi. Ngay, em làm chị xấu hổ đó. Đứa thua cuộc mới đeo kính. Muốn trở thành ma cà rồng, phải trông giống như ma cà rồng. Xem con bé có gì nè. Đúng là rác rưởi. Nên cắm đống này. Ta vừa mở thùng rác à. Mình nên làm gì đây? Bút 3D làm được mà. Cố lên cô gái. Phải tạo ra chiếc khung đáng sợ nhất thế giới. Và giờ chuyển từ đường viền sang vẽ chiếc cánh đen như màn đêm. Phần đầu tiên đã xong rồi. Hoàn hảo. Cho ít keo nóng và dính nó vào khung kính.
Chào, ta là giáo sư Phan. Chiếc kính thì phải có hộp mới được. Room trick. Đẹp tuyệt vời. Giờ chiếc kính có giường riêng rồi nè. Có ai ở nhà không? Nhìn thế giới theo cách mới thôi nào. Ồ, gì vậy ạ? Em không thấy gì cả. Wow. Bé cưng mang cà rồng đâu rồi? Ồ, đói quá đi. Hộp cơm có gì nhỉ? Trống không à? Ổn thôi mà. Rồi cũng có thôi. Ồ, vậy rồi ai dọn dẹp đây nhỉ? Ồ, món này có ít đây nè. Xem trong bếp người phàm này có gì nào. Được rồi, chảo à. Ai mới là bà chủ ở đây nào? Mình chờ để làm trò này từ lâu lắm rồi. Nóng lên nào. Trứng cũng được rồi. Làm món trứng tráng kiểu Transylvania nào. Ta đập đôi quả trứng. Và bé heo giúp mình tách lòng đỏ. Nhìn nè, mắt cậu lòi khỏi hốc mắt. Cảm ơn bé heo nha. Và đổ hết phần còn lại vào trong khuôn. Ừ, trông ngon đó. 2 phút nữa là xong mà. Mùi thơm quá. Chắc là ăn được rồi đó. Được rồi, đồng sọ. Chút ngon miệng nè. Yummy. Nước sốt nữa. Hoàn hảo quá. Sách khen ngợi đầu bếp ở đâu nhỉ? Chào chị Betty. Cưng muốn gì nè? Chị nấu giúp em món gì với? Ok, đưa đây nào. Ăn bột không tốt đâu. Chị chưa thấy chiếc khuôn của em mà. Ok ok, làm bánh quy ma cà rồng đi ha. Đầu tiên là cần phải nhào bột. Em cũng muốn làm nữa. Em làm với. Achi! Chắc bột vào mũi của chị rồi. Ồ, xin lỗi nha. Không sao, tuyệt lắm đó ạ. À, chị lau nó ngay đây nè. Trông nó ổn mà chị. Em như ma cà rồng vậy đó. Ok ok, đưa cho chị. À, nóng quá à. Đồ bạc hả? Em nên nhắc chị chứ. Giờ thì chị bị bỏng rồi nè. Thưa cô, để tôi khám tay cho nè. Ồ, đau quá. Anh làm gì thế? Thưa cô, đừng bắt tôi dùng biện pháp cực đoan chứ. Được rồi, hiểu rồi. Đừng sợ, sẽ lành thôi mà. Tôi kê thuốc ma cà rồng siêu bự nè. Giờ thì uống đi. Cảm ơn. Ta không phải chim bồ nông, làm sao nuốt nổi chứ. Xong rồi. Thấy đỡ rồi chứ? Không, vẫn còn đau lắm. Chắc túi máu sẽ giúp cô thấy đỡ hơn. Cầm lấy. Woohoo, thấy ổn hơn nhiều rồi nè. Quá tuyệt vời. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Bé cưng à, mọi chuyện ổn cả chứ? Em muốn gì thế? Em làm bánh cho chị nè. Ồ, cảm ơn. Gì thế này? Chị nói gì vậy ạ? À? Chị nói nhà bếp đó. Em làm cái gì vậy hả? Em chiến đấu với bột mì à? Khủng khiếp quá à. Chị thích bánh của em chứ? Được rồi, là khăn ăn à. À, phiêu, chắc không ăn được rồi. Đi nào. Xem trông rất tốt hơn đó. Đưa nó cho chị. Còn em thì đi tìm kênh đi. Mong là mình không đến muộn. Gì đây? Sao mi trông như vậy thế? Lần trước cưng nhìn khác lắm mà. Betty giúp cho em đó. Không thể tin được. Làm sao cô nàng biến em thành ma cà rồng được? Thật ra giờ em là con gái hợp pháp của mẹ. Em có hết mọi hồ sơ nè. Thôi nào, đưa cho ta. Ra khỏi đây, không thì ta ăn thịt hết bạn của cưng. Đừng mà. Đúng vậy, cưng nên tự nhìn mình đi. Nè, con bé đâu rồi? Bé xé hợp đồng rồi chạy trốn mất tiêu. Sao con bé dám chứ? Phải tìm đứa bé biết ơn hơn. Không vui đâu nha. Ồ, đã đến lúc ăn nhẹ rồi. Giờ ăn thức ăn nhanh mới là tuyệt vời. Vào xem nhà mới và các cư dân nào cưng à. Có vẻ hôm nay được ăn buffet rồi. Rụt cái gì mà rụt, như thế món ăn chán phèo. Tuyệt cú mèo. Nào, định chạy đi đâu hả? Xin đừng làm vậy. Ăn nhiều quá rồi. Ta sẽ đổi tên cho ngươi thành tráng miệng ha. Xin đổi ơn. Ồ, mấy cái bịch máu này. Mà đây là ai? Milana, đây là Mary. Xin chào chị ngầu thật đó. Ơi, đồ con người. Không chỉ là con người mà còn là con gái nuôi của mẹ đó. Rất vui được gặp nhóc Mary. Cái
cái gì? À, ha, cái đồ ngây thơ, biến. Nhóc sẽ phải hối hận vì đến đây. Con đi ngủ đây. Ồ, đừng để ý nha cưng. Chị Milana đang hơi ghen thôi mà. Có ai trong quan tài không? Milana, mẹ biết con đang ở trong mà. Mở ra, không cần dịch vụ vệ sinh. Cảm ơn, cấm làm phiền. Đừng tưởng có máy in là in gì cũng được đó nha. Mở cửa ra. Mẹ không đọc được à? Còn vùng vằng lần nữa là không ai sẽ làm phiền con được luôn. Im lặng. Con muốn mẹ đếm mấy cái răng nanh cho ha. Đi xin lỗi em gái mau lên. Chị, còn lâu. Tạm biệt hai người. Không nhanh như vậy đâu. Đã là ma cà rồng trưởng thành rồi mà con vẫn cư xử như một đứa nhóc 100 tuổi. Thích gắn biển ha. Con đã bị bắt tại gia. Mary, quay lại với cưng ha. Ma cà rồng khét tiếng với răng nanh. Nên có vài món đồ cho con nè. Kem đánh rắn răng và một dụng cụ đặc biệt. Con cũng muốn có hàm răng như vậy. Để mẹ làm cho. Đổ đầy kem đánh răng vào. Rồi con thử đi. Vị như than vậy. Wow, mẹ nhìn nè. Cực kỳ hợp với con luôn. Cắn thử đi cưng. Ồ, dấu răng của con còn có hình trái tim nữa. Con vừa bỏ lỡ gì rồi sao? Răng nanh xinh đó nha em gái. Hình như chị đã cư xử sai khi mới gặp nhóc chị là Milana. Hooray, mẹ vui quá đi mất. Thành công rồi, con bé không phát hiện ra. Mary à, tụi mình chơi cùng nhau ha. Nào, để chị cho nhóc xem phòng game nha. Chỗ này chơi cả ngày không chán luôn, cứ tự nhiên mà xem. Sao mọi thứ nhìn y như nhà tù vậy ạ? Em có mắt quan sát ghê đó. Để chị chỉnh quần tất cho nhóc ha. Có bị chật không nè? Sao thấy ảo ma quá ta? Chị đang làm gì vậy? Nhóc không muốn bị đau ha. Và như này thì không ai làm phiền nhóc cả. Thôi tiêu rồi. Chị sẽ trông chừng nhóc. Chị quên rằng trẻ con không thuộc về nhà tù rồi. Gia đình mình mới tuyệt làm sao. Hai chị em nó đã quen với nhau rồi. Mình tin rằng đây mới chỉ là khởi đầu của những điều lớn lao khác. Cặp sách của Mary sao? Xấu tài, xấu hại, vô thùng rác. Con gái mình phải được thứ tốt nhất. Mà không có gì tốt bằng chính tay mình làm. Đầu tiên là khắc họa chiếc cặp định làm. Chắc Mary sẽ thích kiểu cặp này lắm cho mà xem. Tuyệt vời. Giờ thì cắt nó ra nào. Xoẹt xoẹt. Chẳng có gì khó khăn cả. Mình thích nhất là dơi. Chuyển sang tô màu nào. Màu đen lúc nào cũng sang chảnh cả. Nhất nách luôn. Giờ thì đến bước may viền. Viền ren màu đen là hợp nhất. Làm cả bên này cho cân nào. Muốn cặp bền thì phải gắn thêm vài chiếc ghim vô nha. Đã hữu dụng, lại còn phong cách nữa chứ. Chỉ cần thêm vài chi tiết nữa. Đôi mắt xinh xắn và tất nhiên là răng nanh. Mình đúng là quá đỉnh mà. Gắn dây đeo kim loại vô là xong rồi. Ồ, Milana đó hả? Không thể tin được luôn. Đúng thứ con đang nghĩ đến nè. Mẹ là tuyệt nhất. Tiếp là không phải, con đi hỏi Mary đi. Sao? Lại là con bé đó. Con không thèm. Thà về quan tài còn hơn là xem mẹ tặng nó cho Mary. Đi bước nhỏ nhỏ này thấy xa thật đó nha. Chuyện gì xảy ra với con vậy? Là Milana làm sao? Mau lại đây. Hiu, mãi mới đến nơi. Tụi con chỉ đang đùa thôi ạ. Được rồi, bỏ cái này đi. Xem mẹ làm gì cho con nè. Con cầm đi. Wow, đỉnh của chớp. Mấy giờ rồi vậy ạ? Ui trời, phải mau lên thôi. Con chỉ mang theo mấy thứ cần thiết thôi. Thêm món đồ chơi nữa. Để mẹ xem. Không, mang cái thứ bụi bặm này làm gì? Thận, sạch sỏi nha. Ngón tay muối. À, ghê quá đi. Mà không mang bịch máu theo thì đi đâu được chứ. Mong là mình sẽ được đi trước bữa trưa. Ngon tuyệt luôn đó, tin mẹ đi. Xong, được rồi đó cưng à. Khoan đã, con mặc vậy mà đi được sao? Không được đâu. Mẹ biết rồi nè. Con gái mẹ phải ăn mặc đàng hoàng chứ. Đến lúc lấy cây kim ra rồi, thế mới được chứ. Bắt đầu may vá thôi. Mong là mình vẫn chưa quên sạch cách làm. Nhắm mắt cũng cắt được luôn. Vá chằng vá đập ha. Không bao giờ. Lại nào, lần cuối nè. Nghề của mình mà, phải dẻo tay vào chứ. Cũng ổn hơn rồi ha. Nhưng mà vẫn chưa được. Phải dùng đến vũ khí bí mật thôi. Nhưng mà mình có biết dùng đâu chứ. Không sao, thời của nó chưa đến. Mà là thời của mình. Chẳng trách
Họ của mình là ca sĩ. Một hàng nữa là xong rồi. Con có thích khoác áo choàng mới không nào? Dạ có ạ. À, tốt lắm. Nhưng để giữ áo choàng cho chắc thì phải làm một chiếc ghim nữa. Cái gì cũng phải phát họa đã. Bé dơi này sẽ hợp với chiếc cặp lắm đây. Cắt thật cẩn thận theo hình vẽ. Xong xuôi, dứt nách luôn nè. Khuôn giấy đã xong rồi. Chuyển sang nguyên liệu thật nào. Vẽ theo hình đã cắt. Tuyệt. Trùm trích. Y như Mary và Milana. Thêm chút bông ở giữa hai mảnh. Rồi gắn hai chú dơi lại là xong. Wow. Xinh ghê. Đôi mắt và cặp răng nanh đã thành thương hiệu của mình rồi. Ra ngoài là phải có thứ này. Cuối cùng thì đổ keo lên. Rồi thêm một chiếc ghim. Không phải ổ khóa đâu nha. Mary ơi, chúc mừng cưng. Đồ của con may xong rồi nè. Cảm ơn mẹ. Không có gì cưng à. Đừng quên mang cặp sách nha. Con sẽ cần nó đó. Đi học vui vẻ. Tạm biệt. Mẹ sẽ đợi con về. Ủa, sao đã về rồi? Con trượt bài thi ma cà rồng rồi. Biết gì là con viết hết xuống. Nhưng cô giáo bảo Lincoln không có săn ma cà rồng. Cái chính là con phải biết dọa mọi người cơ. À, bớt chút mưa xuân đi nha. Được rồi, để mẹ chỉ cho. À, mẹ ơi, dừng lại. Cũng không khó lắm phải không nào? Cả nhà đang định làm gì vậy? Con có gian ngang không thế? Con hiểu rồi. Hình như con đến sai lúc rồi. Con đi dạo đi ha. Hét có một xíu mà rối hết cả tóc rồi nè. Mẹ phải chỉnh tóc lại đây. Ủa, mẹ làm như nào vậy? Mẹ đâu có được phản chiếu trong gương đâu. Để mẹ làm cho con kiểu mới ha. Có thứ này cho con đây nè. Món đồ này để tạo ri băng cho tóc. Xem mẹ làm nha. Mở nó ra và cho một dải satin vào. Càng chặt càng tốt nha. Dùng răng nanh để đóng cho chặt lại. Thấy không? Ma cà rồng tự làm biếm tóc như vậy đó. Không tệ ha. Trùm trích. Hai bao giờ cũng tốt hơn một mà. Mẹ thấy hợp với con lắm đó. Wow, đẹp quá đi. Còn mẹo làm đẹp gì nữa không ạ? À? Tất nhiên rồi. Con xem nè. Cả nhà ơi, con có bạn nè. Xem bé nhện của con không? Con đã hứa sẽ giới thiệu nó với mọi người. Nó có thể bắn tơ đó. Tuyệt vời. Nó vừa mới ăn xong. Wow, wow. Milana, mẹ xem đủ rồi. Dừng lại. Hai người mà thấy được biểu cảm của mình thì tốt. Nhìn đám bạn nhện kìa. Vậy ai sẽ dọn chúng đây? Ủa, tất nhiên không phải con rồi. Được rồi, Mary à. Một mẹo làm đẹp nữa nè. Mặt nạ mạng nhện. Dính quá đi. Đợi nó hấp thụ đi. Trông cưng sẽ nhợt nhạt hơn. Nhìn con bắt đầu giống ma cà rồng chưa ạ? Vẫn phải thêm một thứ nữa. Son môi đỏ. Một thứ xịn hơn cơ. Ồ, co giãn tốt ha. Vải thun trắng nữa. Trùm trích. Xem chiếc cổ áo nè. Chắc chắn sẽ hợp với dáng vẻ mới của cưng. Ma cà rồng đây. Sợ chưa? Hết sảy luôn. Con tiến bộ nhiều rồi đó. Tất nhiên rồi ạ. Ôi, đang làm gì vậy hả cưng? Con muốn làm nhỏ móng tay để trông giống ma cà rồng. Nhưng mãi mà không được. Ồ, đừng lo. Để mẹ giúp cho. Mẹ có thứ này cho con nè. Máy in móng tay ma cà rồng. Một thứ bất khả ly thân của thợ làm móng. Vẽ một họa tiết móng tay lên mặt đĩa. Rồi bật công tắc lên. Đừng sợ. Đặt ngón tay vô đi. Giờ thì nhấn nút trong vòng vài giây nha. Wow, đỉnh của chớp. Con không ngờ là dễ như vậy đó. Này cả nhà ơi, các cậu thích bàn biến hình của mình chứ? Hay là Mary trước đây vẫn xinh hơn? Hãy trả lời dưới phần bình luận nha. Cậu có thích video mới của chúng mình không nè? Vậy thì hãy like, đăng ký kênh và ấn vào chuông thông báo nữa nha. Hẹn gặp lại.